Chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta cùng học bài 55 tính chất cơ bản của phân số. Phần khám phá câu A có hai băng giấy như sau. Chúng ta có hai băng giấy như sau này. Việc chia băng giấy thành 3 phần bằng nhau rồi tô màu 2 phần, tức là tô màu 2/3 băng giấy. Mai chia băng giấy thành 6 phần bằng nhau rồi tô màu 4 phần, tức là tô màu 4/6 băng giấy nhé các bạn. Nhìn vào hình vẽ ta thấy 2/3 băng giấy bằng 4/6 băng giấy. Ta có thể nói phân số 2/3 bằng phân số 4/6. Viết là 2/3 bằng 4/6 nha các bạn. Ta có 2/3 bằng 2 x 2 bằng 4, 3 x 2 bằng 6. Thì 2/3 với 2 thì chúng ta nhân cả tử và số, thì cả tử và mẫu chúng ta được 4/6 nhé các bạn. Hay 4/6 bằng 4 chia cho 2 bằng 2, 6 chia cho 2 bằng 3, chúng ta được 2/3. Đây là tính chất cơ bản của phân số. Nhận xét nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho nha các bạn. Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho. Phần hoạt động bài 1 số câu A 2/5 sẽ bằng 2 x 3 thì sẽ bằng 2 x 3 và 2 x 5 thì chúng ta được là 6/15. Tiếp theo chúng ta có 4/7 thì sẽ bằng 4 x 2 bằng 8. Chúng ta có 7 x 2 bằng 14. Chúng ta được kết quả là bằng 8/14 các bạn. Tiếp theo 13/54 chúng ta có 13 x 3. 13 x 3 bằng 39, 54 x 3 bằng 162, chúng ta được 39/162. Tiếp theo, câu B, 8 x 20 sẽ bằng 8 chia cho 4 bằng 2, 20 chia cho 4 bằng 5, chúng ta được 2/5. Tiếp theo, 10/16 chúng ta có 10 chia cho 2 bằng 5 và 16 chia cho 2 bằng 8, chúng ta được 5/8. Và tiếp theo chúng ta có 25/65 sẽ bằng 25 chia cho 5 bằng 5, 65 chia cho 5 bằng 13. Vậy chúng ta được 5/13 nha các bạn. Bài 2 số câu A 2/5 bằng 2 x 5 và 5 x 5 nha các bạn. Và bằng 10/25. Tiếp theo chúng ta có 4/7 bằng 4 x 7 và bằng 7 x 7 nha các bạn, chúng ta được 28/49. Câu B 36/40 sẽ bằng 36 chia cho 4 và 40 chia cho 4 bằng 9/10. Tiếp theo 24/32 chúng ta có 24 chia cho 8 và 32 chia cho 8 bằng 3/4 nha các bạn. Bài 3 chọn câu trả lời đúng. Cùng giảm 3 lần tử số và mẫu số của phân số trong tấm thẻ bên, ta được phân số nào bằng phân số của trong tấm thẻ đó? Thì đây, chúng ta sẽ được là bằng 6/9 sẽ bằng 6 chia cho 3 và 9 chia cho 3 bằng 2/3 nha các bạn. Vậy đáp án C là đáp án đúng. Bài 1 phần luyện tập. Chọn số thích hợp cho thành phần cần thiếu của phân số trong mỗi tấm bìa. Thì đây, chúng ta sẽ có phép tính đầu tiên là 2/3 sẽ bằng, thì ở đây chúng ta sẽ nhân 2 lên này. Chúng ta được là bằng 4/6 nha các bạn. Tiếp theo 6/15 thì sẽ bằng 2/5 nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có 12/18 thì chúng ta sẽ có là bằng 2/3 nha các bạn. Đây, bởi vì chúng ta chia cho 6 đi. Tiếp theo chúng ta có 7/9 thì sẽ bằng là 42/54. Rồi. Bài 2, câu A, số. Ở đây chúng ta có biểu thức A chia cho B. Và giá trị của biểu thức nó sẽ là bằng 12. Giá trị của biểu thức ở đây thì sẽ bằng 12 chia cho 4. Bằng 3 nha các bạn. Robot bảo tính giá trị của các biểu thức với A bằng 12 và B bằng 4. Tiếp theo chúng ta có biểu thức mở ngoặc A cộng A nhân 3 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc B nhân 3. Thì chúng ta sẽ có giá trị biểu thức là bằng mở ngoặc 12 nhân 3 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc 4 nhân 3 đóng ngoặc bằng, thì nó sẽ bằng 3 nha các bạn. Tiếp theo biểu thức mở ngoặc A chia cho 2 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc B chia cho 2 đóng ngoặc sẽ bằng 12 mở ngoặc 12 chia cho 2 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc 4 chia cho 2 đóng ngoặc sẽ bằng 3 nha các bạn. Nhận xét nếu nhân hoặc chia số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác không thì thường không thay đổi nha các bạn. Câu B điền lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng. Chúng ta có biểu thức A chia cho B thì như nào với mở ngoặc A nhân 3 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc B nhân 3 thì nó bằng nhau nha các bạn. Tiếp theo, biểu thức A chia cho B như thế nào với biểu thức mở ngoặc A chia cho 2 đóng ngoặc chia cho mở ngoặc B chia cho 2 thì nó cũng bằng nhau nha các bạn. Bài 3, câu A, con bướm che mất số nào, con ong che mất số nào, thì ở đây chúng ta có là 8/12 thì sẽ bằng 8 chia cho 4 và 12 chia cho 4 và bằng 2/3. Vậy con bướm che mất số 2 nha các bạn. Cuối cùng thì tiếp theo chúng ta có 8/12 sẽ bằng 8 chia cho 2 và bằng 4 và 12 chia cho 2 và bằng 6. Vậy con ong đang che mất số 6 nha các bạn. Vậy 8/12 bằng 2/3 và bằng 4/6 nha các bạn. Câu B, số mỗi bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu xanh che lấp một số trong phân số như hình vẽ này các bạn. Cộng các số bị che lấp bởi các bông hoa đó được kết quả là. Đây, đầu tiên chúng ta có bông hoa vàng. Ở đây chúng ta có 2/3 thì sẽ bằng 2 x 3 và bằng chúng ta có 3 x 3 và bằng 6/9 nha các bạn. Vậy bông hoa vàng đang che mất số 9. Tiếp theo bông hoa hồng chúng ta có 2/3 sẽ bằng 2 x 6 và 3 x 6 sẽ bằng 12/18 nha các bạn. Vậy bông hoa màu hồng đang che mất số 12. Tiếp theo bông hoa màu xanh nước biển chúng ta có 2/3 bằng 2 x 15 và 3 x 15 bằng 30/45. Vậy bông hoa màu xanh dương đang che mất số 30 và chúng ta cộng các số bị che lấp bởi 3 bông hoa đó thì chúng ta được kết quả là bằng 9 + 12 + 30 và bằng 51 nha các bạn. Vậy kết quả của nó là bằng 51 nha. Rồi, hôm nay chúng ta đã học xong bài 55 tính chất cơ bản của phân số. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.